Rồi đấy anh em bà con cộng đồng mạng nha, mình xe mình bây giờ mình làm từ thiện luôn nha, từ thiện làm đi đổ đường nè, nấu à, nấu nhựa đi giá đổ đường để ăn Tết. Năm hai Tết xuân năm 2022. 2022. Tôi quay qua máy nằm ngang, không quay quay máy nằm đứng. Đầy luôn đi. Trời ơi, xe chở 8 bao xi măng mà. Quay giật máy chạy. Trước nè. Đưa mặt bự bự lên chút ơi. Dài xuống dưới đây.
cứ cứ vậy là rồi mình chạy về lấy đá nè. Hello, xin chào, xin chào. Làm từ thiện vui không anh em? Vui không? Ờ, ông ba quay nữa không ạ? Ông ba quay nữa. Trời. Quay lộn cái đứa lên là được, cái đứa tụ sao thôi ta. Đẩy xe đây.